Gì nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Vậy mà ai nói năm mấy tuổi không thích đâu nha. 3 tuần nữa mới được 18 tuổi. Ok. Là có, yes, có động lực đó em, để cho mình hát tiếp đấy. Đó là nghệ sĩ thường là thế. Và sau đây là bài của nhạc sĩ Trần Tiến, bài đó mang tên Ngọn Lửa Cao Nguyên. Mời các bạn cùng nghe. Không biết là có mấy em, mấy chị ở dưới này có ai hát được bài này không ạ? À? Lên luôn. Còn không lên đây xuống luôn. Come on, yeah. Ha. Một ngọn lửa hồng từ trong ta, một ngọn lửa hồng sáng rực rỡ, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên, em thương ai như núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, yeah. Ngọn lửa tìm về với cội nguồn, ngọn lửa bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên, những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa bập bùng. Dừng dài, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ơi cao nguyên, em thương ai như núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, yeah yeah yeah. Ngọn lửa tìm về với cội nguồn, ngọn lửa bồi hồi cháy mãi. Ơi cao nguyên, những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa bập bùng, yeah. Cháy lên ơi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói nhớ mãi nhớ. Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nay. Còn đang chiếm che rau bay qua. Mãi trong ta tình yêu cao nguyên, cháy lên đi lửa thì cao nguyên. Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thì cao nguyên. Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thì cao nguyên. Còn mãi trong ta.
tay gửi cho ban nhạc ạ? Tuyệt cho vời, cho một nhóm bè à? Cadillac. Cadillac, oh yeah. Nhóm bè Cadillac. Lâu ngày không đi hát quên cả tên nhóm bè. Lâu quá đúng rồi đó, lâu lâu mới đi thành phố đấy. Cảm ơn xin rất nhiều mọi người đến. Hai chị em tôi là hai thành viên tích cực của hội nghị giảm cân toàn quốc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Siêu tuyệt vời, lúc nào cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Lâu lắm mới đứng chung sân khấu với chị Siêu, tuyệt vời lắm chị. Ok em, cảm ơn em. Nói chung là Siêu Black, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và luôn ủng hộ Siêu Black nhé. I love you. Thank you. Love you too, baby. Yeah. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Siêu sẽ phải về và ngủ ngay bây giờ để sáng mai chị còn dậy từ 3 giờ sáng để bay đi Đà Nẵng. Khổ thân nãy giờ cứ bảo đã bắt ông bầu đặt vé chuyến sớm nhất trong ngày mà lại bắt hát muộn nhất trong ngày. Cũng khổ thân. Chúc Siêu thượng lộ bình an, ngày mai bùng nổ Đà Nẵng. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sung như thế này, xin cảm ơn ban nhạc Quốc Nguyễn. Xin cảm ơn nhóm bè Cadillac. Các bạn đã làm cho đêm nay rất là trọn vẹn. Đặc biệt xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả, các anh chị đã ở đến giờ này để thưởng thức những màn trình diễn cùng với những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình Tình Ca Ngày Ấy Và Bây Giờ số 3. Hy vọng chúng ta sẽ còn có nhiều dịp để gặp nhau cho những kỳ tiếp theo, chia sẻ những câu chuyện tâm tình, thưởng thức những bài hát. Và anh Minh Đức có vài lời tạm biệt những vị khách của mình không? Đó chỉ ra để một lần nữa cảm ơn quý vị. Chào quý vị và chúc vị một đêm thật ngon giấc và hẹn gặp vào số tới Tình Ca Ngày Bây Giờ số 4. Xin chào quý vị. Vâng, và chắc chắn là số 4 hay không thì chúng ta phải sang năm mới mới gặp nhau, cho nên là xin chúc tất cả quý vị có một năm mới 2023 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và cứ mãi yêu âm nhạc như thế nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.